Xin kính chào các quý khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi lại xin được bóc thùng. Đây là một chiếc LV Transluto Z1 đến từ nước Đức. Vâng, với một công nghệ làm những cơ khí chính xác hàng đầu thế giới, thì nước Đức luôn là một trong những đất nước tiên phong để làm các công nghệ với độ chính xác cao, và cũng không nằm ngoài các audio nổi tiếng của toàn nước Đức. Thì hãng Transluto này thì có đến gần 30 sản phẩm, và có những sản phẩm nó lên đến tận giá hơn 100.000 đô. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ xin bóc một Transluto Z1 để đại diện cho một dòng của Transluto. Và dòng này thì cũng đã được nhiều audiophile Việt Nam rất là ưa dùng vì cái tính chính xác cộng thêm là cái nét đẹp trong nghệ thuật. Với những năm gần đây thì các cái công cuộc chơi LV bắt đầu lại quay lại với cả các dân chơi audio, vì người ta vẫn không thỏa mãn với những đôi tai khó tính, người ta không thỏa mãn những màu sắc âm thanh. Bây giờ thì người ta đã tìm lại những cái màu sắc âm thanh để chơi thế này. Và trên tay tôi đây là quyển cả catalog hướng dẫn, và trong này thì nó có rất là nhiều cái kỹ thuật để mình có thể là căn chỉnh. Đó, và cái này thì tôi và các bạn sẽ cùng nghiên cứu sau. Vì khi tôi nói đến các này thì đây là những cái thước để người ta có thể đo, người ta căn chỉnh này, người ta đặt các trigger này, rồi người ta đặt hard shell này. Đó, cái này là rất là quan trọng trong cái về lần sau, với YouTube sau thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách căn chỉnh và tìm ra những cái phương pháp làm cái này. Và bây giờ thì tôi đang nóng lòng muốn bóc ra sản phẩm để ra xem. Và theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì một bộ Transluto này là có trọng lượng lên tới 24 kg, và dưới này là một cái mâm của Ancelix, tức là nó ở dạng như là kính đó. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa dòng sản phẩm này lên trên kệ. Đấy, tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật cùng tôi bê lên. Vâng, trên tay tôi đây thì là một cái căn bọt nước, một cái Livo phẳng của hãng Clear. Thì tôi trước khi các bạn đặt những thiết bị này lên để thì các bạn phải luôn nhớ là đặt làm sao. Thứ nhất là cái kệ nó phải mang tính thứ nhất là ổn định cao. Cái thứ hai là khi các bạn đặt thì các bạn phải lấy đúng tông của giọt nước này, vì đây đã là cực kỳ chính xác, và những cái đầu các trigger và các cái điểm tiếp xúc này nó rất là quan trọng. Khi mình để cho có một cái âm thanh đẹp thì chúng ta còn cần phải chỉnh, cân chỉnh đến vi chỉnh đến định lượng chơi nhỏ nhất thì mới cho được một chất quyến rũ được. Vì cái này các bạn phải chỉnh, vì cái này tôi đã chỉnh rồi, thì lúc trước tôi đã chỉnh ở đây rồi, là dưới này nó sẽ có 4 con ốc để nó dâng lên cả cái mặt này để mình sẽ cân chỉnh để thăng bằng. Và đây là đặt tối ưu rồi. Đây là cái mâm tôi muốn giới thiệu các bạn, đây là mâm Ancelix, nó nặng tầm khoảng 4 cân. Còn đây là cái am bay để đỡ về phần dưới đó. Và một điều rất đặc biệt của trong dòng Transluto này chính là cái gì, chính là cái am bay này, am bay phi tuyến tính này, tức là đây là người ta dùng hai lực từ 500. Và khi mình ở lên thì mình sẽ thấy được như này đó, các bạn thấy không, nó là dùng hai lực từ 500, nên khi mình đưa cái này vào thì không bao giờ hai cái tiếp xúc trực tiếp với nhau, mà nó chỉ gọi là chạm tới tiếp tuyến thôi, và sau đó là gần như là dùng một lực từ không khí để đùn lên. Nên đây là cái độ chính xác tuyệt đối của người Đức, đây là độc quyền của hãng Transluto này. Với những âm bắt đầu high end như thế này thì như thế này, nhưng mà còn với những âm mà đến Z3 hoặc là âm cao cấp hơn thì cả cái am bay này nó là cả một cái khối bằng cái phi tuyến tính này để người ta đặt vào như này. Đấy, các bạn thấy không, khi tôi hút lên đây bắt đầu là trong này nó đã có từ lực rồi. Đấy. Và còn bây giờ thì tôi lại tiếp tục quay lại, mời các bạn quay lại về trong thùng, và chúng ta sẽ bỏ về cái phần mâm, phần chân đế lên. Đây là cục chặn,
với những hãng lớn này thì luôn luôn chất lượng là hàng đầu, nên bất cứ một cái gì đi theo của dòng sản phẩm này thì người ta đều phải làm nó rất là nghiêm túc và cẩn thận. Đây là những phần về dây Corua rồi các cái rác để mình sử dụng. Còn đây là phần dây nguồn. Vâng, đây chính là một cái điều rất quan trọng, đó là cái phần điều tốc. Vì khi đây thì nó sẽ có tốc độ 33 và tốc độ 45, và khi mình dùng các điều tốc này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới phần motor, vì nó chỉ nối qua một cái dây linh đằng sau như này. Đó, nên các bạn rất là yên tâm và mình có thể là để cục này ở vị trí nào mình cảm thấy nó thuận lợi cho người dùng. Còn đây là vũ khí bí mật của Chanzuto. Các bạn biết tại sao đây là một cảm cuối nhôm nặng trên 10 kg, và sau đó là đã làm anode hóa và đã mạ chrome. Còn bây giờ thì tôi sẽ bóc để ở đây, các bạn nhìn thấy, để bóc để các bạn có một cái sự trải nghiệm. Đây là một cái làm quá là xuất sắc và đẹp luôn. Với cơ khí chính xác thì người Đức luôn là số 1. Và các khối nhôm này thì sau khi đã được anode hóa thì đã được cắt CNC. Nhưng khi mạ chrome và làm đến công đoạn cuối cùng thì bắt buộc lại phải là do tay của các nghệ nhân của hãng làm. Vì người ta lúc đó người ta không còn cần cái sự chính xác tuyệt đối của cơ khí nữa, mà người ta sẽ cần thổi hồn vào trong cái mâm này để đấy là một cái sự cảm nhận về trong âm thanh. Đó, các bạn thấy xem. Trên 10 cân. Rất là tuyệt vời. Còn đây là cục motor. Và những năm gần đây thì các cái hãng của Chanzuto này thì đã bắt đầu là đưa motor lên phía trên, tức là thay vào một tay cần ở đó nữa, tức là người ta sẽ đặt như này thì trông nó rất là đẹp và nghệ thuật. Một chút nữa thôi thì đến khi tôi sẽ set up hoặc là với những cái công nghệ như thế này thì các bạn khi các cái dây phun lô này thì rất khoát là hãng không cho sử dụng bằng những dây của bên ngoài, mà đa phần là hãng đang có cái sự lựa chọn riêng theo các cái tiêu chí riêng của hãng rất là khắt khe. Đầu jack phun lô này thì đều là rất là đầu jack mạ vàng hết này. Đó, và bao giờ cũng phải có một cái dây đi mát để kèm để xả mát này. Và qua những lần thử nghiệm lần trước thì chúng tôi khi vặn qua 12 giờ đến 3 giờ chiều, tức là về cái mức độ âm thanh, tức là đến đạt đến ngưỡng tối ưu rồi, mà chúng tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng xì, thì chúng tôi biết là đây là những sản phẩm tuyệt hảo của trong LP. Bây giờ thì tôi sẽ đưa cái mâm than này vào để các bạn có cùng cái sự trải nghiệm. Đó, còn bây giờ thì tôi sẽ chứng minh cho các bạn biết là cái công nghệ của người Đức, và tôi chỉ cần quay nhẹ lên thì các bạn sẽ thấy là về cái vấn đề điều tốc của âm thanh này như thế nào. Đó, có độ chính xác của người ta tuyệt đối như này. Vâng, còn đây là những phần cơ bản nhất của vấn đề khui thùng ngày hôm nay. Và cái cần đi theo máy với cần Chanzuto Z1 này là cần TR800, và là cần cong này cũng là một cái điều tối ưu. Và để có một sự cân chỉnh chuẩn thế này thì chúng tôi sẽ dành cho các bạn một cái YouTube sau, tức là để chuyên dành cho các bạn về phần cân chỉnh và làm thế nào để chiếc âm than này có thể hay hơn nữa để phục vụ cho các dân chơi audio. Xin chào và hẹn gặp lại vào các YouTube sau.